nghe không em? Dạ nghe thầy. Nghe thầy ơi. Rồi, đúng rồi, bọn em phải tương tác nha, tại tôi không có nhìn thấy cái nào nữa, thì chiếu lên trên này là không có thấy ai nữa, tất cả là khi nào tôi hỏi bọn em mới trả lời dùng. Thì sau cái bài giảng của tôi thì các bạn sẽ học tiếp cái bài khám bụng của thầy Tống. Thì lát nữa thầy Tống cũng giảng ngay cái đường link này luôn. Bây giờ tôi bắt đầu ha, các bạn cũng không nên căng thẳng, bởi vì đây là một cái bài có đầy đủ trong cái quyển giáo trình ngoại cơ sở 1 rồi. Thì tôi giải thích thôi để cho chúng ta hiểu rằng cái tầm quan trọng của cái bài bệnh án ngoại khoa cả tiền phẫu và hậu phẫu, tức là cả trước mổ và sau mổ, thì chúng ta cần lưu ý những cái điểm gì. Mục tiêu của bài giảng này đó là chúng ta phải, sau khi học xong bài này, chúng ta cũng tự tin để làm được một cái bệnh án ngoại khoa. Đương nhiên là chúng ta ở cái trình độ còn khiêm tốn thì chúng ta làm nó cũng đòi là hoàn chỉnh thì tôi nghĩ là chưa thể. Mà quá trình làm bệnh án nó sẽ đi suốt đời. Khi chúng ta làm bác sĩ lâm sàng trong tương lai, chúng ta sẽ theo nó đến hết cái nghề của mình luôn, cho tới khi chúng ta về hưu luôn. Thành ra quá trình học này nó đòi hỏi tất cả các bạn cũng phải tích lũy cái kiến thức, rồi cái kỹ năng làm bệnh án. Chúng ta phải biết cách chọn lọc, thành ra chúng ta không được gấp gáp. Với trình độ của mình thì các bạn K45 chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta làm được cái mức độ cơ bản thôi. Cái mục tiêu là chẩn đoán lâm sàng thì lẽ đương nhiên nó cũng tương tự như vậy. Tức là cái chẩn đoán lâm sàng là nó hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức của chúng ta được học về bệnh học. Rồi tới chẩn đoán phân biệt cũng vậy, tức là phải có kiến thức. Rồi phải được cọ sát với thực tế, tức là chúng ta khám bệnh nhân, chúng ta hỏi các đàn anh, đàn chị, hỏi các thầy, các cô, từ từ chúng ta sẽ tích lũy kinh nghiệm. Rồi để chẩn đoán xác định thì các bước phải làm như thế nào? Trong một số trường hợp chúng ta sẽ chẩn đoán được nguyên nhân luôn. Rồi mục tiêu thứ ba đó là các bạn phải biết cách tóm tắt bệnh án, phải hướng xử trí. Ví dụ cái slide này thì tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể tự học được, không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà đối với sinh viên y khoa, cái quá trình tập luyện của chúng ta là theo tôi đó, cái điều rất quan trọng đó là tính cẩn thận. Mới đầu buổi sáng nay thôi, trong khoa ngoại của bệnh viện trường chúng ta, bây giờ tôi cũng chưa biết là ai là tác giả. Bệnh nhân là Nguyễn Thị C thì ghi trong cái tờ điều trị là Nguyễn Văn C. Như vậy là không đạt yêu cầu về mặt cẩn thận. Chúng ta cẩn thận từng chút một, từ tên, tuổi, nghề nghiệp, giới tính vân vân, để cho chúng ta tạo thành một cái thói quen. Thói quen này nó rất quan trọng trong cái hành nghề y khoa. Chúng ta ai cũng biết là con người thì khó tránh khỏi sai lầm, những cái sơ sót, nhưng mà phải giảm thiểu, càng ít thì mới ít gặp phải rắc rối. Còn chúng ta còn dễ dãi, chúng ta chủ quan những cái phần hành chánh này là cũng không nên. Rồi ngày nay thì các bạn còn thêm một cái phần gọi là địa chỉ email, điện thoại, thì tôi mong các em phải lưu ý điện thoại cũng phải hỏi cái người mà người ta cung cấp điện thoại cho mình đó, mình phải hỏi là điện thoại này anh chị hay là chú bác có thường dùng không, hay là chỉ có xài trong thời gian nằm viện không rồi sau đó bỏ, những cái sim khuyến mãi gì đó thì các bạn lưu ý. Còn email, tức là cái địa chỉ thư điện tử, thì cũng thỉnh thoảng một số trí thức họ cũng yêu cầu bác sĩ chúng ta là phải cho họ cái địa chỉ email để có thể họ tâm sự, họ liên lạc đó, thì cái phần này là cũng nên biết thôi. Thầy ơi, cho em hỏi thầy, cái slide nó chưa chuyển thầy ơi, nó còn ở cái chỗ slide đầu tiên với mấy cái khung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chết mồ không? Cảm ơn em, vậy mà không nói. Rồi, tôi quay lại cho, cảm ơn em. Bây giờ để tôi quay lại làm sao đây? Bây giờ em thấy không? Dạ thấy.
Vậy bây giờ để như vậy thì rõ hơn hả? Để như vậy thì thấy nó rõ hơn. Rồi thôi, tôi giữ này, nó càng tốt hơn hả? Rồi cảm ơn em, có gì đó, cái đó mới là cái hay của các bạn đó. Đừng có thụ động, cứ thấy tôi làm cái gì nó chưa được như ý là các bạn có ý cho tôi. Rồi tôi sang cái một cái câu hỏi mà chúng tôi làm dựa theo cái quyển giáo trình này này. Rất nhiều câu hỏi. Và tôi cũng sẵn sàng thay mặt bộ môn để nghe các em góp ý những câu hỏi nào các bạn thấy sao mà khó hiểu quá thì các bạn hoàn toàn có thể được hỏi. Cái đây là quyền của sinh viên, chúng ta phải học một rất là mở, dân chủ. Các bạn góp ý cho bộ môn thì chúng tôi còn cảm ơn nữa chứ, chứ đâu ai còn trách móc được. Tôi lấy ví dụ một cái câu hỏi. Bệnh án tiền phẫu này, vai trò của bệnh án trong thực hành lâm sàng, chọn lựa nào là đúng nhất đó? Thì chúng ta có bốn chọn lựa A, B, C, D. Thì các bạn thấy đọc qua chúng ta thấy sao cái nào cũng hay quá. Đó, cơ bệnh án là cơ sở để chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị. Bệnh án là cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu khoa học. Bệnh án là cơ sở pháp lý trong quá trình thực hành lâm sàng. Bệnh án là cơ sở để điều trị, nghiên cứu khoa học và pháp y. Thì câu này nó cũng dễ, đương nhiên các bạn chọn cái D rồi. Nhưng mà chúng ta có nhiều trường hợp, nếu chúng ta học mà với cái áp lực thời gian thi trắc nghiệm nó rất là ngắn thì đôi khi các bạn cũng có thể lúng túng đó. Nên tôi mong các bạn là đọc kỹ trong bệnh án, trong cái giáo trình đó, để chúng ta phải hiểu, mà nói chính xác hơn là phải hiểu thấu đáo thì chúng ta mới làm những cái câu hỏi này, trả lời những câu hỏi này nó mới tốt được. Hoặc là câu hỏi như sau: nói đến lý do vào viện của bệnh nhân chọn câu sai, thì trường hợp này là chọn câu sai. Thành ra cái từ câu sai là chúng tôi làm đúng theo phương pháp sư phạm là phải viết chữ in. Thì các bạn thấy có A, B, C, D cũng bốn chọn lựa. Xác định đúng lý do vào viện sẽ làm cơ sở giúp tìm nguyên nhân bệnh. Lý do vào viện thường là triệu chứng thực thể điển hình nhất. Để xác định đúng lý do vào viện, cần hỏi kỹ bệnh nhân tại sao phải đến bệnh viện. Lý do vào viện thường là triệu chứng cơ năng điển hình nhất. Thế chúng ta chọn câu sai mà, chúng ta chọn câu sai. Là đương nhiên, chúng ta phải chọn là câu B. Câu B là câu sai, bởi vì lý do vào viện không thể nào là triệu chứng thực thể được. Bệnh nhân đâu biết cái gì, bệnh nhân chỉ thấy bất thường thì bệnh nhân đi khám bệnh thôi. Mà chúng ta lấy cái chuẩn là đi khám tại bệnh viện đấy, hoặc là đi khám ở các phòng khám ngoài giờ, chúng ta cũng có thể coi đó là cái lý do mà người ta không yên tâm. Thì do đó trong câu này thì các bạn phải chọn là câu B là câu sai. Tôi xin phép các bạn để tôi giải quyết cái này xíu một phút thôi. Alo. Tôi đang giảng bài, đang giảng online, có gì nghe? Chết bỏ không? Bây giờ vô bên kia đó hả? Rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Các bạn tạm ngưng chút xíu. Tôi phải vô cả hai đường link mới được. Nãy giờ tôi tưởng là một trong hai đường link đó, ai ngờ tôi chọn một đường thì cái đường link kia thì các bạn lại không có. Để tôi kiểm tra lại coi. Các bạn có thấy hình ảnh không? Thầy ơi, nó mất tiêu luôn rồi. À không, cái nhóm này thì tôi chưa có share lên, để tôi share cái màn hình lên đã.
Các bạn cái nhóm tôi mới mở đường link này, các bạn có thấy slide này không? Dạ chưa có thấy thầy ơi. Chết mà không, để tôi kiếm lại cái đã. Tôi chưa quen sử dụng hai đường link, tôi mới biết được một đường link thôi. Để tôi coi lại coi. Cái chọn trình chiếu thầy, thầy bấm vô và chọn trình chiếu toàn màn hình ở hàng bên luôn. À, để tôi kiểm tra lại cái. Thấy rồi ha, để tôi kiểm tra lại cái này cái thì tôi bây giờ phải cho tôi thấy nữa. Bây giờ hai nhóm hai đường link đều thấy tôi rồi, nhưng mà tôi lại nhìn cái màn hình của tôi thì nó lại không có. Không có rõ. Các bạn có thấy không cả hai nhóm? Rồi. Cái nhóm đầu thì vẫn thấy không? Dạ thấy. Rồi, cảm ơn, tôi quay lại để cho nhóm thứ hai, cái đường link thứ hai tôi lướt qua lại mới được, chứ không thì thiệt thòi nó kỳ. Tôi giới thiệu lại cái mục tiêu thì trong này, trong bài giảng có hết rồi. Phần hành chánh đều có rồi. Phần hai câu hỏi này thì đi câu thứ nhất thì nó dễ hơn. Câu thứ nhất là vai trò của bệnh án trong thực hành lâm sàng, chọn lựa nào là đúng nhất? Thì cái phần này là cái câu hỏi này thì phải chọn lựa D, tức là nó là cơ sở để điều trị. Thì chúng ta hiểu cơ sở để điều trị có nghĩa là phải chẩn đoán được anh mới điều trị được. Rồi cái vai trò thứ hai là nó có bệnh án đóng vai trò rất quan trọng để nghiên cứu khoa học. Và cái ý thứ ba là bệnh án cũng rất là quan trọng để làm pháp y, những cái trục trặc trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, thậm chí là có thể bị biến chứng và nặng nhất là tử vong. Thì bên công an, bên pháp y người ta vô đó, thì cái bệnh án này là cơ sở khách quan để họ thu thập, và bác sĩ điều dưỡng, những người có liên quan tới cái ca lâm sàng này là có chừng cũng phải dính líu tới tòa án. Thành ra cái chọn lựa D là đúng nhất. Sang cái câu hỏi mẫu thứ hai để các bạn tham khảo. Nói đến lý do vào viện của bệnh nhân chọn câu sai. Thì trong trường hợp này đó, thì cái câu B là câu sai. Bởi vì lý do vào viện thường là triệu chứng thực thể điển hình nhất là sai, mà phải là triệu chứng cơ năng mới đúng. Bởi vì bệnh nhân người ta không phải là khám bệnh, bệnh nhân người ta là người bệnh, người ta đi khám là vì cái gì khó chịu, vì cái gì thấy nó bất thường. Và đó là thường là triệu chứng cơ năng thôi, chứ không thể là triệu chứng thực thể được. Thì tôi nói tiếp là cái lý do vào viện thì đòi hỏi là các bạn phải biết cách hỏi thôi. Và như lúc nãy tôi đã đề cập đó, là chúng ta còn rất là mới bước vào nghề y, chúng ta đang học mà để trở thành bác sĩ. Do đó các bạn phải làm quen từ từ thôi. Thế nào là triệu chứng cơ năng? Điển hình nhất. Triệu chứng cơ năng là chúng ta hỏi đó, qua hỏi người ta trả lời. Ví dụ câu hỏi rất là thường được hỏi đó là, ví dụ ông ơi, ông đi khám vì cái gì? Câu này không hay. Và câu hỏi là tại sao bữa nay ông phải đi khám? Ông có thấy khó chịu gì trong người không? Ông có thấy cái gì bất thường không? Thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn đây là triệu chứng cơ năng, bệnh nhân trả lời cho mình thôi, hoàn toàn qua hỏi thôi. Và chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì cái trình độ của người bệnh nó rất là khác nhau. Có những người bệnh là bác nông dân, không có học hành nhiều, chỉ có lòng tốt là nhiều thôi. Nhưng mà cái trình độ về dân trí của bác cũng còn khiêm tốn, thì các bạn phải chọn câu hỏi nào nó mộc mạc, nó dễ hiểu.
Nhưng ngược lại có những nhà trí thức họ bị bệnh thì câu chuyện chúng ta hỏi họ thì đơn giản hơn nhiều, tại họ hiểu những kiến thức về y học thường thức đó, và những người trí thức là họ biết nhiều lắm, thành ra họ kể cho chúng ta thấy nó đơn giản. Chúng ta gợi mở tùy theo trình độ của người bệnh thì chúng ta sẽ tìm ra đâu là lý do vào viện của bệnh nhân này. Cái tiếp theo là bệnh sử. Bệnh sử là toàn bộ. Cái, trong tiếng Anh đó, cái lý do vào viện thì nó là reason. Reason là lý do đó. Reason for admission. Thì chữ bệnh sử đó thì tên tiếng Anh là history, tức là lịch sử thôi. Lịch sử của bệnh thì chúng ta gọi là bệnh sử. Thì các bạn thấy rằng là cái bệnh sử này trong cấp cứu thì nó tương đối là ngắn, có khi vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu trong bệnh không phải cấp cứu đó, tôi đang nói bệnh ngoại khoa đó nha, thì có những bệnh lý có khi vài năm luôn, có một số bệnh lý thì vài tháng. Thành ra các bạn hỏi bệnh sử cũng phải cẩn thận. Chúng ta phải đặt những câu hỏi rất là ngắn thôi, dễ hiểu và tùy theo trình độ của bệnh nhân. Ví dụ, trường hợp một em bé nhỏ xíu này, nói còn chưa rành nữa, thì dùng lao chúng ta hỏi bé ơi, bé khó chịu gì mà bé đi khám. Nó còn không biết nói nữa, chứ đừng có nói là trả lời cái lý do vào viện. Mà đương nhiên trong trường hợp này chúng ta phải hỏi người nhà, hỏi cha mẹ hoặc là người nuôi bé, ông bà ngoại, ông bà nội gì đó, dì gì đó, cô gì đó. Thì trường hợp này đó, lý do vào viện là chúng ta phải thông qua cái người nuôi bé này để chúng ta tìm ra được đây là một cái lý do, là một cái khối phồng ở vùng bẹn bìu bên trái, đây là thoát vị bẹn ở em bé này. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, thì một cái khối phồng này của cái ông lão này thì rất là dễ thôi. Ông lão này ông hiểu biết nhiều, ông trả lời thì quá đơn giản. Hoặc là một trường hợp khác, bệnh nhân có một cái vết nứt hậu môn đây. Các bạn có nhìn thấy cái mũi tên tôi đang chỉ trên màn hình không? Dạ có Thái. Đó, đây là một cái vết nứt hậu môn. Vết nứt này hình vợt. Thì tôi đang đi theo cái bờ của nó này, đó. Mô tả. Đó là cái hình vết nứt hậu môn điển hình đó. Nhưng mà các bạn nhớ rằng cái triệu chứng cơ năng mà điển hình nhất thường là đau hậu môn sau đại tiện. Hoặc là mình lý do vào viện là đau hậu môn. Rồi cái bệnh sử chúng ta mới mô tả là bệnh nhân vào viện vì đau hậu môn sau đi cầu hay là sau đại tiện phân bón gì đó. Cái đau này là kéo dài bao nhiêu phút khoảng thôi. Rồi đau này là có kèm theo cái gì không? Ví dụ nứt hậu môn thì thường là kèm theo nó dính với máu đỏ hoặc là một hai giọt máu thôi. Cái trường hợp này thì khác, trường hợp này là một bệnh nhân tôi hỏi hoài thì ông này ông trả lời cuối cùng ra đáp án là ướt hậu môn. Đây là một cái hình ảnh của trí hỗn hợp. Cái màu đỏ này các bạn thấy đây là cái của trí nội, còn cái màu bên ngoài này là của trí ngoại. Thì bệnh nhân này là trí hỗn hợp, chẩn đoán là trí hỗn hợp. Nhưng mà lý do vào viện của bệnh nhân này là ướt hậu môn. Bây giờ là những cái nguyên nhân của đau bụng nó rất là nhiều. Chúng ta không thể học một ngày, hai ngày là chúng ta hiểu hết được đâu. Nhưng mà tôi giới thiệu để các bạn hình dung rằng đau bụng là một cái lý do vào viện rất thường gặp trong ngoại khoa về tiêu hóa. Gồm có thủng dạ dày, tá tràng, viêm túi mật, viêm tụy. Viêm tụy thì đương nhiên là viêm tụy nó là một cấp cứu nội ngoại khoa, cả nội khoa và ngoại khoa. Rồi những cái tắc ruột non, những cái viêm túi thừa Mikken, viêm ruột thừa là phổ biến nhất rồi. Viêm túi thừa đại tràng ngày nay cũng khá phổ biến. Rồi các bệnh lý của phụ nữ, các cô, các bà vô chúng ta cũng phải để ý nữa, nhất là những cái cô mà còn tuổi sinh đẻ. Thì những cái u nang buồng trứng, viêm tai vòi, xoắn buồng trứng, thai ngoài tử cung rất nhiều. Chúng ta không có gì gấp gáp cả, các bạn từ từ chúng ta sẽ làm quen. Khi hỏi bệnh sử đấy, để làm một cái bệnh án các bạn phải lưu ý là chúng ta hỏi vị trí khởi đau.
Đó, vị trí khởi đau rất khác nhau. Ví dụ bệnh lý của sỏi mật thì thường đau ở vùng gan, vùng hạ sườn phải. Cơn đau hoàng thận thì thường đau vùng hông lưng, để đi theo cái hướng của niệu quản. Và tắc ruột non thì đau ở quanh rốn. Tắc đại tràng thì đau ở vùng trên xương mu, tức là vùng dưới rốn. Các bạn hỏi hướng lan. Ví dụ hướng lan này là của thủng dạ dày. Nếu mà lỗ thủng hành tá tràng, lỗ thủng dạ dày nhỏ thì cái dịch nó đi ra rất là ít thôi, nó thoát khỏi dạ dày tá tràng rất là ít, và cái dịch này có thể nó sẽ đi theo cái rãnh đại tràng phải thì nó xuống vùng hố chậu phải, có thể lầm lẫn với viêm ruột thừa đó. Rồi cơn đau hoàng thận thì nó thường là đi xuống cái bộ phận, nó hướng lan xuống bộ phận sinh dục ngoài. Và viêm ruột thừa thì có thể đau ở thượng vị, có thể đau ở quanh rốn, rồi sau 4 tới 6 tiếng là nó khu trú hố chậu phải. Cơn đau của viêm tụy mật có thể lan ra sau lưng, có thể lan lên trên vai phải. Cơn đau của viêm tụy cấp thì có thể ở vùng thượng vị rồi lan ra sau lưng. Thì bệnh án tiền phẫu á, chúng ta còn một cái phần ngoài bệnh sử ra, các bạn sẽ tiếp cận tới cái tiền sử. Chúng ta khai thác tiền sử nó rất quan trọng để nó bổ sung cho bệnh sử, cho chúng ta có những cái thông tin, có nhiều trường hợp là có thông tin về tiền sử rất quan trọng. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang tới cái phần khám lâm sàng. Tôi nhắc lại cái các bạn một cái đường link thứ hai đó, là lát nữa sau bài giảng của tôi các bạn vẫn giữ hai đường link này, thầy Tống sẽ giảng tiếp cho các bạn cái bài khám bụng. Thì cái phần này tôi nói ngắn đi để lát nữa thầy Tống sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần chúng ta khai thác triệu chứng cơ năng trong khám bụng như thế nào, rồi khám thực thể ra làm sao. Đó. Ví dụ khám cơ quan bị bệnh, rồi các cái thứ tự khám nhìn sờ gõ nghe như thế nào, chúng ta quan sát, chúng ta nhìn, chúng ta coi so sánh, chúng ta theo cái nhịp thở của bụng, chúng ta một số dấu hiệu để cho các bạn. Ví dụ đây, các bạn nhìn thấy một cái ông này rất là mập, nhưng mà ông này là cái hạch tôi đang chỉ cái mũi tên này, con chuột tôi đang rê đây. Đây là một cái khối hạch ở thượng đòn bên trái. Trong trường hợp ung thư dạ dày nó di căn lên lên hạch thượng đòn bên trái, còn gọi là cái dấu hiệu Troisier đấy, hay là hạch Virchow. Chữ Virchow này là tên một cái ông bác sĩ người Đức, còn Troisier là tên của một bác sĩ người Pháp. Hoặc là các bạn nhìn thấy dấu hiệu rắn bò trong tắc ruột cơ học. Đây là cái hình khi bệnh nhân không có cơn đau, cái thành bụng nó phẳng. Nhưng mà khi có cơn đau thì các cái quai ruột nó nổi lên và nó hằn lên trên thành bụng. Chúng ta nhìn cái dấu hiệu rắn bò đó là cái quai ruột nó di chuyển, tức là nhu động ruột nó di chuyển. Nhu động ruột di chuyển trên thành bụng từ vị trí này sang vị trí khác, và rất là điển hình trong cái trường hợp này. Trường hợp này thì hơi kín đáo hơn một chút, nhưng mà nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta biết liền đây là ngoài cơn đau bụng nó đều, nó chướng đều, nhưng mà tới cơn đau thì bụng nó lõm chỗ này, nó phồng lên chỗ khác, tức là đây là cái quai ruột nó di chuyển. Là trường hợp tại bệnh viện trường đại học Y Dược Cần Thơ của chúng ta thấy cái dấu hiệu rắn bò trong tắc ruột cơ học. Hoặc là các bạn quan sát một trường hợp thoát vị hiếm gặp, đó là thoát vị thượng vị. Nó là một cái khối khối phồng ở vùng thượng vị, đây là rốn đây. Thì cái khối phồng này là đứng lên thì thấy, nằm ngửa là mất. Hoặc là đây là thoát vị đùi, các bạn quan sát chúng ta thấy một cái khối phồng ở đây, là nếp nếp bụng đây, còn đây là nếp bẹn. Thì các bạn thấy là cái khối phồng này nó nằm ở dưới nếp nếp bụng rồi, nằm ở xuống phía dưới đùi rồi, đây là thoát vị đùi. Thế từng hợp tương tự tại Cần Thơ, cái này tôi chụp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, lúc đó bệnh viện trường chúng ta chưa có. Đây là thoát vị đùi ở một cô nữ 41 tuổi. Hoặc là các bạn quan sát thấy có những cái nốt melanin, những cái nốt gọi là hắc tố đó, màu đen đó. Thì đây là một cái dấu hiệu rất là điển hình, rồi cộng thêm polyp tiêu hóa nữa thì đó là cái hội chứng Puig-Zieger, một cái hội chứng có thể gây ung thư.
từ polyp nhưng mà nó có thể nó hóa ác để thành ung thư của đường tiêu hóa. Hoặc là các bạn khám thấy một trường hợp bé trai không có hậu môn, bé gái không có hậu môn, thì chúng ta chỉ cần khám lâm sàng thôi chứ đâu có cần cận lâm sàng gì đó. Em bé mới sanh ra, còn đây là cái kẹp quấn rốn này, chúng ta kẹp, chúng ta quan sát không thấy gì thì chúng ta nói là không có hậu môn, không cần cận lâm sàng gì cả. Chúng ta khám thực thể là chúng ta biết, chẩn đoán, xác định luôn. Hoặc là một trường hợp trĩ ngoài tắc mạch thì các bạn thấy một cái khối phồng ở đây, chúng ta đi găng tay chúng ta sờ một cái cục nó cứng ở đây thì đó là cái cục máu đông, là trĩ ngoài nó thuyên tắc, hay còn gọi là trĩ ngoại tắc mạch. Hoặc là các bạn khám thấy lỗ rò ngoài, cái này khi chúng ta đi lâm sàng là chúng ta quan sát, chúng ta mô tả là chúng ta sẽ khám biết được về. Hoặc là bệnh trĩ rất dễ lầm lẫn với ung thư trực tràng vì nó chỉ có triệu chứng tiêu ra máu mà chúng ta không hiểu, chúng ta dễ dãi, chúng ta cứ thấy ra máu là chúng ta nghĩ trĩ không, là chúng ta có thể bỏ sót cái thương tổn ung thư ở trong. Hoặc là một trường hợp các bạn thấy một em bé có cái khối xa ra rất là lớn, thì đây là khối xa trực tràng. Đây một trường hợp khác, chúng ta nhìn qua chúng ta cũng tưởng xa trực tràng bởi vì nó rất là tương tự, rất giống nhau. Tức là cũng cái khối niêm mạc nó xa ra ngoài rất là lớn rồi đó. Các cái nếp niêm mạc này xếp thành những vòng tròn đồng tâm, đây là tâm đây. Thì các bạn biết trong trường hợp này, đây là xa trực tràng, tức là bệnh xa trực tràng. Còn trong trường hợp này thì là chỉ là triệu chứng xa trực tràng thôi, mà bệnh lý nó lại là bệnh khác. Bệnh lý của ông này là ung thư trực tràng. Ông rặn quá nhiều rồi ở tuổi 75, thành ra cái vùng, cái cơ thắt, cái cơ sàng chậu nó yếu. Ông rặn riết rồi nó thành thêm cái triệu chứng của xa trực tràng. Nếu chúng ta mà không có đủ kinh nghiệm thì chúng ta thấy cái này là chúng ta quan sát rồi, cái này là xa trực tràng rồi, mà chúng ta đi điều trị theo cái hướng của xa trực tràng là chúng ta sai lầm ngay, mà bản chất là ung thư. Còn xa trực tràng là chỉ là một triệu chứng thôi, nó biểu hiện qua cái khối xa ra ngoài thôi chứ thực tế nó là ung thư trực tràng. Tôi chuyển sang một cái hình ảnh để các bạn thấy cái slide này. Khi đi lâm sàng, chúng ta nãy giờ các bước tôi nhắc lại thôi, chúng ta hỏi lý do vào viện, chúng ta hỏi bệnh sử, chúng ta hỏi tiền sử, xong chúng ta thực hiện các bước thăm khám thực thể, chúng ta khám lâm sàng, sau đó chúng ta mới tổng kết lại, tức là chúng ta mới tóm tắt lại cái bệnh án. Thì khi các bạn tóm tắt lại đó, tôi nhắc lại lần nữa là cái cách mà để tóm tắt bệnh án nó cũng rất là, có khi nó là đơn giản cho những người đã giỏi rồi, nhưng mà đối với các bạn K45 thì không có dễ đâu. Tại chúng ta chưa có kiến thức về bệnh học, thành ra chúng ta cũng chưa có đủ cái kiến thức để chúng ta chẩn đoán về mặt lâm sàng. Do đó các bạn cũng đừng có gì bối rối cả. Từ từ chúng ta học từng bước rồi chúng ta sẽ làm quen và chúng ta sẽ làm được hết. Và về cái nguyên tắc đó, là khi chúng ta có chẩn đoán lâm sàng rồi thì chúng ta mới cho cái cận lâm sàng, tức là chúng ta chỉ định cận lâm sàng. Như vậy là các bước hợp lý là phải có cái chẩn đoán lâm sàng thì chúng ta mới cho chỉ định cận lâm sàng. Tôi lấy ví dụ một trường hợp trong ngoại tiêu hóa rất là thường gặp trong cấp cứu thôi, là khi lâm sàng các bạn nghĩ viêm ruột thừa thì chúng ta mới chỉ định cận lâm sàng là cho xét nghiệm về công thức máu, tức là chúng ta phân tích cái huyết đồ đó, rồi chúng ta có thể cho siêu âm. Ở những trường hợp khó thì chúng ta cho chụp các lớp vi tính, tức là chụp CT, thì nó mới hợp lý. Chứ chúng ta đâu có được phép là cứ cho tất cả các cận lâm sàng.
Bởi vì nó tốn kém. Và một số cận lâm sàng ngoài tốn kém ra, nó còn gây khó chịu cho người bệnh, nó làm tăng chi phí cho cả xã hội chứ không riêng gì một bệnh nhân. Thành ra chúng ta phải lưu ý, đều phải có lý hết chúng ta mới được thực hiện. Và sau khi có kết quả cận lâm sàng, chúng ta phân tích kết quả cận lâm sàng, chúng ta bình luận chẩn đoán, coi đấy chẩn đoán nào là hợp lý nhất, rồi đưa ra hướng xử trí, rồi tiên lượng, phòng ngừa. Ở trong ngoại khoa đương nhiên là hướng xử trí là phẫu thuật rồi. Tôi lấy ví dụ một cái hình này đối với các bạn thì nó quá mới, nhưng mà tôi giới thiệu thôi. Ví dụ lâm sàng, nếu mà một cái bệnh nhân đau bụng rồi bụng méo rồi có triệu chứng của tắc ruột, mà bụng nó méo tức là nó lật, nó chướng rồi nó lõm không đều trên thành bụng, mà chúng ta chụp cái phim đại tràng có thuốc cản quang, chúng ta thấy cái mỏ chim này, ngay cái mũi tên màu đen này, thì đây là cái mỏ chim thôi. Đó. Con chim này nó nằm hơi ngửa, cái đây là cái bụng con chim, đây là lưng của con chim, còn đây là mỏ con chim. Thì đây là cái hình ảnh đặc hiệu của xoắn đại tràng sigma, tức là xoắn đại tràng chậu hông đó. Trong tiếng Anh là gọi là bird beak sign, tức là dấu hiệu mỏ chim trong xoắn đại tràng sigma. Các bạn có hỏi tôi một câu nào về cái bệnh án tiền phẫu không? Nếu các bạn không hỏi, tôi tiếp sang cái phần bệnh án hậu phẫu.